Đây là chuyến thứ hai trong ngày những tàu kéo ruốc này cập bến. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay ruốc xuất hiện sớm ngay từ những ngày đầu năm mới 2024 với sản lượng lớn. Trong vòng gần 2 tuần vừa qua, trung bình mỗi tàu thu được từ 1 đến 1,5 tấn ruốc mỗi ngày. Ruốc này là sao thì mỗi năm là nó cũng được ghép mà nó cũng có ruốc. Bè con mừng là để cũng như cuối năm có cái tiền rồi mình xây sửa vậy, cuối năm để Tết rồi cho nó vui vẻ vậy. Nói chung là thời điểm cuối năm thì bà con cũng nhờ đi ruốc, cũng thu nhập, cũng kiếm tiền mua sắm Tết. Nói chung là kỳ vọng trong cho năm mới rồi làm ăn rồi cho nó khám khé rồi. Năm vừa rồi nó cũng thất bại lắm. Nói chung là biển nó vừa đói mà tôm tép kém mà nó cũng rỉ. Trúng mùa ruốc nên các thương lái tập trung về cảng thu mua để tiến hành mối ruốc làm mắm và chế biến phục vụ xuất khẩu. Giá ruốc tươi thu mua tại cảng dao động từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một ký. Trừ toàn bộ chi phí, tàu khai thác ruốc thu nhập từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng một ngày. Những con ruốc tươi được bán tại cảng thì giá chỉ vài ngàn đồng một ký. Nhưng nếu được đem phơi khô và sơ chế để chế biến xuất khẩu thì giá trị có thể tăng lên gấp nhiều lần. Chính vì vậy mà tranh thủ thời điểm này, ngư dân vươn khơi liên tục để có được sản lượng lớn và có được nguồn nguyên liệu để đưa vào phục vụ chế biến xuất khẩu. Và mùa ruốc thì tăng cường lực lượng nhân sự để ứng trực 100% tại cầu cảng để điều động sắp xếp tàu thuyền, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vào bốc cho thủy sản lên cảng. Năm 2023, nghề đi biển gặp nhiều khó khăn do sản lượng giảm, chi phí xuất bến tăng, không ít tàu cá phải neo bờ thời gian dài. Vì thế, đầu năm 2024, trúng mùa ruốc sớm đã mang lại hy vọng cho bà con ngư dân vào một năm mới vươn khơi thắng lợi.